Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin phát hiện ổ điếm của người Việt tại thành phố Leipzig ở Đức. Ngày của năm giới trong tiện lại là làm móng tay. Đây là điều rất bất ngờ đối với rất nhiều người Đức và bài báo trên trang báo hàng đầu của nước Đức đã đoan tải về việc người Việt Nam tổ chức các nhà chứa gái mãi dâm dưới nhãn hiệu của tiệm làm tóc và làm móng tay. Đây là hình ảnh tờ báo của Đức đưa đăng tải gái điếm của người Việt Nam được tìm đến trong những tiệm móng tay và rất nhiều người đàn ông Đức đã đến đây. Tại Leipzig, mẫu mới và làm móng kiểu Mỹ rất ít nam giới có thể quan tâm đến các dịch vụ này từ New York này. Tuy nhiên, tiệm làm móng đã trở thành một trong những cửa hàng bận rộn nhất trong khu phố Thalweg trong vài tuần gần đây. Và khách hàng là dành riêng lại toàn nam giới. Bình thường chỉ người phụ nữ mới làm móng tay, nhưng điều ngạc nhiên rất nhiều nam giới đã đến đây. Từ 9 giờ sáng đến 6 giờ tối, họ đã vặn nắm tay cửa để vào trong này. Ngay sau khi một khách hàng rời khỏi cửa hàng có rèm che kín đáo, thường là sau 30 phút thì người tiếp theo sẽ được chuyển lên. Lý do là Mạnh Minh Anh và Kim, hai phụ nữ Việt Nam, đã ở đây và họ đã có những cuộc họ hẹn hò trước qua điện thoại. Mặc dù vậy, họ không làm móng tay ở đây, họ đã được mời chào là quan hệ tình dục. 50 euro cho mỗi nửa giờ, một mức giá rất rẻ tại thành phố Leipzig. Thông thường không có dịch vụ tình dục nào dưới 100 euro, một người trong ngành đã nói với tờ báo Bild của Đức như vậy, và thông thường thậm chí còn đắt hơn như thế nữa. Đây là hình ảnh người đàn ông Đức rời khỏi tiệm sau hơn một giờ đồng hồ ở đây sau bức rèm mở. Theo đó, nhà thổ giá rẻ nhanh chóng nổi tiếng trên các trang liên quan. Số điện thoại di động của Minh Anh chỉ có ở đó, các cuộc hẹn được thực hiện qua WhatsApp. Cánh cửa vốn luôn mở đục, chỉ mở cho những ai đã có hẹn trước với Kim mà thôi. Khi tờ báo Bild của Đức ghi lại sự hối hả và nhộn nhịp bằng một camera giấu kín, chúng tôi đếm được 7 khách hàng chỉ trong vòng chưa đầy 3 giờ. Ngay trước đó thậm chí còn nhiều hơn thế. Theo nghiên cứu của tờ báo Bild của Đức, một băng đảng người Việt đứng sau nhà chứa giá rẻ này của người Việt Nam. Ngoài New York này, họ còn làm cho nhiều điều hành rất nhiều cơ sở bất hợp pháp khác ở Leipzig, Thunberg, Kolis và Paulsdorf thuộc nước Đức. Đây là hình ảnh được cho rằng là chủ nhà chứa gái điếm trá hình của Việt Nam tại Đức. Nhưng có lẽ sẽ không tồn tại được bao lâu. Theo yêu cầu của tờ báo Bild tại Đức, Văn phòng Quản lý Trật tự Xã hội của thành phố này đã thể hiện mình là một người kín tiếng, nhưng cũng đưa ra giải thích rằng do bảo vệ dữ liệu và vì quá trình điều tra đang diễn ra, chúng tôi không thể trả lời câu hỏi của bạn. Cửa hàng này rõ ràng là mục tiêu. Mại dâm bất hợp pháp có thể bị phạt lên mức tới 50.000 euro. Và ngoài ra còn đối diện với những án tù. Theo điều 232 của Bộ Luật Hình sự, chỉ những khách hàng nhận thức được tình trạng khó khăn về kinh tế hoặc cá nhân hoặc sự bất lực của cái mại dâm nước ngoài và những người lợi dụng họ mới bị truy tố. Tuy nhiên, điều này rất khó có thể chứng minh, nhưng những người điều hành các nhà thổ bất hợp pháp, họ phải đối mặt với tiền phạt rất cao và phải ngồi tù đến 6 tháng tại Đức vì làm và tổ chức chứa chấp gái mại dâm bất hợp pháp tại đây. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .de ngày hôm nay với bản tin phát hiện ổ điếm của người Việt tại thành phố Leipzig ở Đức. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin gần đến ngày đền tội Nguyễn Thanh Long thoát đường nào. Đại dịch Covid-19 là cơn đại dịch kinh hoàng và năm 2021 là năm mà 100 triệu người dân phải chịu rất nhiều sự mất mát, tổn thất cả về sinh mạng lẫn kinh tế. Việc bắt bớ người dân buộc họ phải xét nghiệm bộ kit test của công ty Việt Á là một hành động bất nhân cần phải bị trừng trị thích đáng. Bị cách ly, không việc làm, tiền thì cạn và bệnh dịch thì bổ vây, nhưng liên minh giữa Việt Á và chính quyền vẫn không buông tha. Người dân bị cưỡng bức mua, cưỡng bức xét nghiệm và tất nhiên những đồng tiền ít ỏi trong túi người dân cũng bị liên minh này cưỡng chiếm để làm giàu. Tội này của Bộ Y tế mà không được xem xét xử thì người dân không còn biết tin tưởng vào ai nữa. Đây là hình ảnh
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long. Tại kỳ họp thứ 13 diễn ra từ ngày 28 đến 31 tháng 3, Ủy ban Kiểm tra Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam đã có kết luận ông Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Bộ Y tế cùng nhiều lãnh đạo khác đã có trách nhiệm liên quan trong việc sai phạm công ty cổ phần công nghệ Việt Á. Đây là tội rất lớn chứ không phải là những sai sót nhỏ. Việc cấu kết này là có hệ thống từ doanh nghiệp cho đến Bộ Y tế, rồi Bộ Khoa học và Công nghệ và cả quân đội nữa. Nhưng chế độ này, việc làm ăn cấu kết theo dạng lợi ích nhóm như thế đã diễn ra từ rất nhiều năm nay, gây ra oan khiên cho người dân thường không biết bao nhiêu mà kể xiết. Chính Đảng Cộng sản cũng thừa nhận là lợi ích nhóm đang hoành hành ở đất nước này. Bộ Y tế là cơ quan quản lý nhà nước chăm lo sức khỏe cho nhân dân, nhưng thực tế thì không hẳn như vậy. Lợi ích nhóm trong ngành này cũng đáng ngại như rất nhiều ngành khác, chứ không hề trong sạch gì. Từ lợi ích nhóm tới sinh ra những sai phạm ở các cấp lãnh đạo khác nhau. Người tiền nhiệm của ông Nguyễn Thanh Long chính là ông Vũ Đức Đam và bà Nguyễn Thị Kim Tiến, đều là những nhân vật tai tiếng. Thời bà Nguyễn Thị Kim Tiến làm bộ trưởng, bà đã để xảy ra rất nhiều tiêu cực, trong đó phải kể đến là tiêu cực buôn tân dược giả của công ty Việt Nam Pharma, bộ vaccine trẻ em và có rất nhiều tiêu cực khác. Thời đó, thế lực bà Tiến rất mạnh. Ở đại hội lần thứ 12, bà Tiến đã rớt ủy viên Trung ương Đảng, nhưng vẫn giữ chức bộ trưởng đến hết nhiệm kỳ. Theo quy định của Đảng Cộng sản Việt Nam thì cấp hàm bộ trưởng phải là ủy viên Trung ương Đảng, nhưng bà Tiến lại ngoại lệ. Điều này cho thấy trong Bộ Y tế đã có bàn tay quyền lực ẩn sau nâng đỡ. Đây là hình ảnh tiền nhiệm của ông Nguyễn Thanh Long là bà Nguyễn Kim Tiến cũng sai phạm rất lớn. Đến thời ông Nguyễn Thanh Long, dường như ông ta không có thiện chí làm tốt hơn người tiền nhiệm. Chỉ mới làm bộ trưởng chưa được một năm, ông lại liên kết với công ty Việt Á, với Bộ Khoa học Công nghệ và bên quân đội, đánh quả kiếm lời trên sự khốn cùng túng quẫn của người dân cả nước. Họ đã trục lợi người dân trong lúc thiên tai là tội không thể dung thứ. Tuy nhiên, với ông Nguyễn Thanh Long thì có bị trừng trị hay không thì phải còn phải chờ tiếp. Chờ hội nghị Trung ương lần thứ 5 sẽ ra quyết định. Cũng theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương thì Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Y tế bị quy kết là thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý lãnh đạo, chỉ đạo và thiếu kiểm tra để một số lãnh đạo, bộ và đơn vị vi phạm nghiêm trọng và đánh giá chuyên môn, kiểm tra, giám sát, cấp phép, cấp số ghi lưu hành, hiệp thương giá và mua sắm bộ xét nghiệm COVID của công ty Việt Á. Câu hỏi đặt ra là bao giờ thì ông Nguyễn Thanh Long phải trả giá cho những gì ông đã gây ra? Nhiều người đang kỳ vọng vào hội nghị Trung ương năm sắp tới sẽ diễn ra tại Hà Nội. Theo một số nguồn tin cho biết thì tại hội nghị này, Trung ương Đảng có bàn về một số vị trí nhân sự cấp cao và bàn về mức kỷ luật dành cho những quan chức đã sai phạm được báo chí nêu tên trong những ngày gần đây. Hội nghị Trung ương lần thứ 5 được chuẩn bị khá lâu, từ tháng 8 năm ngoái. Điều này đủ cho thấy tầm quan trọng của nó. Ông Nguyễn Phú Trọng sẽ là nhân vật quan trọng nhất tại hội nghị, vì đơn giản quyền lực của ông hiện nay mạnh nhất và ông đang theo đuổi việc đốt lò đến cùng. Nếu làm nửa vời thì tên tuổi của ông Trọng sẽ là nỗi thất vọng cho rất nhiều người dân. Và lại, ông Trọng đã quá già nên ông cũng không muốn cuốn theo những trò lấu đá giành quyền lợi kinh tế về phía mình. Đây là hình ảnh hội nghị Trung ương 5 đang được chuẩn bị rất sớm. Nhiều người hy vọng Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ đại phẫu các vị trí đầy tai tiếng. Liên quan đến đại án nâng khống giá bộ kit xét nghiệm COVID-19 của Việt Á, đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án tại công ty Việt Á, khởi tố bắt giữ tới 25 người. Trong đó có 3 vụ trưởng và 6 giám đốc CDC các tỉnh với các tội danh như lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, rồi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và đưa hối lộ, nhận hối lộ, vân vân. Và đã là đại án mà không đưa ra nhân vật cao nhất để xử lý thích đáng thì đấy là thất bại. Ông Nguyễn Phú Trọng với quyền lực cao nhất trong Đảng Cộng sản Việt Nam, và đây là cơ hội ông tạo thêm tiếng vang. Và nếu để Nguyễn Thanh Long thoát tội thì có lẽ người dân không còn tin tưởng vào ông nữa. Cũng vì vậy mà ông Trọng sẽ mạnh tay. Và vì thế số phận của ông Bộ trưởng Bộ Y tế không được sáng sủa cho lắm. Có nguy cơ là sau hội nghị Trung ương lần thứ 5 thì ông sẽ bị phế truất. Và điều đó sẽ làm thảm họa cho một quan chức đang có vị trí béo bở trong Đảng Cộng sản Việt Nam.